tất cả mọi người đã quay trở lại với Tamao TV. Sau một khoảng thời gian chờ đợi khá là dài thì đứa con tinh thần của anh em mình đã về với anh em mình rồi nhá mọi người nhá. Tamao Food. Tamao Food sẽ phục vụ tất cả anh em trên cả nước những món đặc sản, ví dụ như vũ nữ chân dài này, rắn khô này, cá lóc khô này. Mọi người có biết món vũ nữ chân dài là như thế nào không? Đây. Đĩa đâu? Em khui hàng cho mọi người xem. Đấy, đây nhá. Đây là logo Tamao Food của anh em mình nhá. Đấy, đẹp không mọi người? Khui. Đây. Cạc bizit. Đấy, thấy chưa? Tamao Food thấy chưa? Ok anh chưa? Ơi. Quả này đấy, chất lượng này. Quả túi này có dùng không hết thì lại zip vào nhá mọi người nhá. Ui, thơm đấy, như cá khô ấy. Đây là món vũ nữ chân dài. Vũ dài. Đây. Món này ăn hết giờ luôn mọi người. Món này thì mọi người tí nữa mọi người xem nhá. Mùa Euro này ấy, mà mọi người ăn chán mực, chán những cái món gọi là đặc sản khác rồi ấy, có thể tậu món vũ nữ chân dài này về dùng thử nhá mọi người nhá. Đặc sản vùng quê siêu ngon luôn. Về giá cả thì nó rẻ hơn mực rất là nhiều, mà ăn nó lạ miệng nhá mọi người nhá. Có thể nướng này, có thể rán này, có thể chiên mắm để ăn cơm ấy. Ôi, nhưng mà món này là chủ yếu là về phần nhậu nhá mọi người nhá. Đây, một túi của anh em mình, một túi này là 5 lạng nhá. Rất là nhiều luôn. Đây, cho mọi người xem hết luôn. Rất là nhiều luôn. Chỗ này được tầm 4 lạng ấy nhỉ? Đấy. Một túi 5 lạng này rất là nhiều nhá mọi người nhá. Rất là nhiều nhá. Tại vì anh em mình phải đợi giấy chứng nhận an toàn thực phẩm rồi các quy trình khác, thế nên là khá là lâu, đã giới thiệu cho mọi người rất là lâu rồi nhưng mà hôm nay mới ra lò được. Đây. Thấy chưa? Vũ nữ chân dài, mọi người thấy chân nó dài chưa? Mình cao luôn. Đấy, món này nhá. Tí nữa anh em mình sẽ rán nhá. Đấy, còn đây là món đặc sản thứ hai. Mùa bóng Euro này mà không có những cái món nhậu mới này thì đúng là mọi người phải lên thưởng thức mua những cái món này về, đặc sản này về thì mọi người sẽ biết. Đây là món khô cá lóc nha mọi người nha. Đâu rồi đây. Đây, món này sẽ phút chân công rất là kỹ nha mọi người nha. Món này anh em mình sẽ nướng, còn món này sẽ rán. Đại khái để mà ngon hơn một chút thì bây giờ anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách làm cho nó ngon một chút nhá. Giả dụ như món nhái này khi làm nóng dầu mọi người bỏ một chút muối vào đấy. Còn món này thì ngâm qua nước lọc khoảng tầm 5 đến 10, 15 phút gì đấy, 10 phút thôi. Đấy, xong rồi mọi người đem nướng, có thể hấp, có thể kho. Đấy, rất là nhiều nhưng mà hôm nay mình sẽ nướng nhá. Còn món khô rắn ấy, gọi là rắn khô, cũng giống như nhái khô này, thì vẫn chưa xong thủ tục nhá mọi người nhá. Bây giờ tạm thời anh em mình sẽ khui hai món này ra đã. Nào, mới đưa cho anh cái chậu đây. Đổ nước vào để. Đấy, cái món này thì những cái món này thì bảo quản rất là đơn giản nhá mọi người nhá. Món vũ nữ chân dài này mọi người mà không dùng hết ấy thì có thể đây, cái túi này có thể zip lại này, kéo vào. Đó, rất là kín luôn, rất là kín luôn, không bị hở luôn nhá. Đổ nước vào anh ơi. Ừ, đổ nước vào. Nhiều không? Ngâm cái này rồi đốt than. Ấy da. Đấy, sẽ ngâm cá lóc khô khoảng tầm 10-15 phút nhá. Đó. Túi này cá lóc khô của anh em mình là trọng lượng 1 cân nhá mọi người nhá. Còn cái nhái khô này ấy là trọng lượng 0,5 kg, được rất là nhiều luôn. Đấy. Một trận bóng không ăn hết thì hai trận bóng. Phải 3 trận này ạ. Không, nhưng mà khả năng là một trận phải hai túi. Như nhà anh em mình lúc nào xem đá bóng là phải đông, và đông là phải tốn rất là tốn mồi. Đấy. Mọi người chán mực, chán các món đặc sản khác rồi thì có thể liên hệ anh em mình để sở hữu cho mình một gọi là trong hai sản phẩm đặc sản vùng miền, mà mua cả hai đi, không phải mua một đâu. Đấy, mau đi. Đây này, mọi người mà muốn mua thì liên hệ anh em mình qua số điện thoại hotline 0981 640 046. Ấy. Đùa cái hotline của nhà mình mà nó cầm cái zip đi đâu. Ấy, thế cho nó sang ý. Thôi bây giờ anh em mình sẽ đi
là mày đi nhóm than. À, okay. Mày đi đốt than nướng cái này, tao đi làm món kia nhá. Ok, mỗi người một món. Mỗi người một món mọi người ạ. Món của mình thì sau khi dầu nóng thì nên cho thêm một chút hạt muối nhá, nhưng mà mình quên mất. Còn món kia là cá lóc của món đi. Đây là món của mình nè mọi người. Sau khi... món này sau khi rửa sạch với cả ngâm nước ấy, ở trong nồi nước sạch ra, xong bắt đầu mình bắt đầu cho ra xào xáo cái là bắt đầu nhan lên bếp đấy. Chà, tuyệt vời không mọi người, siêu đơn giản, cứ bắt lên thế nào đi vào bật TV là chuẩn bị tinh thần là wow thơm lừng. Món của mình thì rất đơn giản, đảo đảo qua một tí là chín rồi, chủ yếu đợi món kia thôi. Ok, món quay cho mình à, tại vì nó đã khô rồi nên chắc chế dễ chế biến luôn rồi ạ. Làm kiểu gì nó cũng ngon. Này anh ơi, hôm nay em phải lấy nhái nè, em giã ra mà làm súp nhái. Không sợ ở trong nhà không có canh đấy, siêu thịt luôn. Ai mà chưa ăn nhái thì nên ăn thử một lần. Hương vị đặc biệt. Mọi người hay sợ mà hay ám ảnh về cái con gọi là lưỡng cư này, nhái. Nhưng mà thực ra là thịt của nó rất là ngon. Lấy anh cái đĩa khác. À thôi rửa cái đĩa của mày ấy. Tại vì của anh uống nhiều quá. Giờ phải làm mấy mẻ mới hết được. Anh ơi, Tiền này. Mày chế cho anh đôi đũa. Ok. Đấy, ui. Rất là dễ cháy nha mọi người nha. Nên là phải rất là cẩn thận. Nhanh chín lắm. Đấy, vậy là được rồi. Đó. Nó chỉ cần vàng lên là được. Đôi đũa đến từ thiên nhiên. Ngắn thế. Ngắn á, tạm được. Nhanh lắm. Nhanh nhỉ. Món này, thì mọi người không phải lo về cái thời gian chế biến nhá. Nhanh lắm. Vèo cả chín luôn. Đỏ luôn. Cái đỏ đấy nhìn đẹp nhỉ. Nghĩ là thịt nó xoăn lại. Món này là cho những người lười, vội. Rất là dễ chín, nhanh lắm. Này, trong vòng khoảng tầm 30 giây thôi là nó đã ok rồi. Đến mở túi ra là có cái ăn rồi. Các anh em mình chỉ ăn được tí thôi. Không. Tốt luôn. Tốt luôn. Lo mà món cá nướng của bà em chỉ là thử cá là xong. Không cần là nhiều. À em còn một món nữa. Đấy, thấy chưa? Nhanh không? Vậy là xong rồi đấy. Em vừa đi bắt được món này anh cười. Anh dán xong thì em nướng. Đấy. Châu chấu à? Đó. Hay là mọi người có thích món châu chấu khô nữa không? À, châu chấu khô thì dễ. Châu chấu khô. Khô chấu. Ôi. Khô chí. Bày hết rồi còn đâu. Mày chạy là sao rồi. Thôi dừng đi. Ôi cháy nó. Vàng đẹp như thế anh nhỉ. Món này. Ok chưa mọi người? Cái món này thì hết sảy luôn nha mọi người nhá. Trời. Đây, nhìn thấy màu ok chưa mọi người? Quá tuyệt vời luôn. Quá đi. Lên màu cái là lên sàn chuẩn bị anh em mình đấy. Ở đây nhá, anh mua bia. Đừng có hết nhé. Đây là sản phẩm nhà mình nhiều thế nên là mình để cho nó trông được. Ok rồi nhá mọi người nhá. Đây. Không có bỏng đấy. Đỉnh luôn anh ạ.
phẩm nha mọi người nhá. À đi em ơi. Đây. Đây là hai món đặc sản của anh em mình nha mọi người nhá. Món này là khô cá lóc. Đó, thấy chưa? Mọi người thấy ok chưa? Đó nha. Còn đây là món nhái khô hay gọi là vũ nữ chân dài vì chân nó rất là dài nha mọi người nhá. Đó, đây. Nhái nhá. Chính xác nó là con nhái đấy, nhìn này. Thấy chưa? Đỉnh luôn. Ai mà muốn thưởng thức những cái món này trong mùa Euro này. Nói chung là món này nhậu với bia thì hết sảy luôn, mùa Euro mà không có món nhậu thì vứt. Nhớ cứ liên hệ anh em mình qua số điện thoại 0981640046 nha mọi người nhá. Đấy, bây giờ anh em mình sẽ ê, phải thả luôn một cái con này mới hết giờ luôn mọi người. Đấy, đấy. Cái con này nhá, à, của anh em mình đấy mà. Ồ, hôm nay mình mới thưởng thức một món này kinh khủng này. Ôi, trời. Mọi người thấy tiếng gì chưa? Giòn rộp rộp luôn. À, thêm tí tiếng ớt nữa thì tuyệt vời. Ừ, đây, à, thật ra là anh em mình có những cái món đặc sản rất là nhiều. Ui, nhưng mà không muốn đụng hàng mọi người, không muốn đụng hàng người khác. Giả dụ như thịt trâu khô, thịt gáy khô thì ở trên Tây Bắc nhiều quá rồi. Anh em mình không muốn lấy hàng về để làm lại cả. Thế nên anh em mình tạo ra một cái đặc sản riêng của anh em mình. Nhãi khô, vũ nữ chân dài, rắn khô, hôm nay chưa có hàng đấy. Và cá lóc khô nhá mọi người nhá. Tuyệt vời, ăn ngon rồi sẽ nghiện. Nó giòn, nó ngọt. Cái cây, cây cây xuống á. Anh này khoái cả mực anh nhỉ. Đảm bảo mọi người nhá. Nếu mà đã kiểu như ngấy mực này, ngấy những cái đặc sản khô khác thì hãy tìm đến vũ nữ chân dài. Các em chân dài không bao giờ làm các anh thất vọng đâu nha. Đây còn không bao giờ làm cả các anh, các chị và các cháu thất vọng đâu. Cái này chẳng cần phải làm đá bóng. Ngồi ở nhà chơi không, thay bằng kẹo ăn bằng cái này ngon hơn. 30 phút. Nhưng cái nhái khô của anh em mình này nhá, thì bảo quản thoải mái nhá mọi người nhá. Không vấn đề gì cả. Tại vì nó đã bị rút hết nước trong người rồi, khô rồi, đúng chưa? Còn món cá lóc khô này cũng thế. Mà nói chung là không phải bảo quản đâu. Chắc chắn là mình thề với mọi người là về trong vòng 3 nốt nhạc là hết sạch rồi. Lấy đâu ra mà bảo quản? Chẳng phải mua nhiều mới cần bảo quản thôi. Chứ còn mua ít thì không đủ mà ăn đâu. Đấy. Đấy, đấy nhá, bây giờ mình sẽ thử cái món là cá lóc khô cho mọi người xem nhá. Đấy. Tình yêu luôn đi cùng với hạnh phúc. Đấy. Hạnh phúc nó phải đi từ dạ dày đi lên. Đấy. Đấy này. Món, đây, mình sẽ tạm gọi món cá lóc. Ủa, món cá lóc của anh em mình là cá lóc tình yêu. À. Cho em một khúc. Đấy, cho tí. Đây là cắt nửa cuộc tình, chia đôi trái tim. À. Ui xa. Anh ơi, nhìn như kiểu cá hồi anh ơi. Đồ đỏ hồng hồng cam cam này. Ừ. Ngon đấy. Ngon lắm đi. Món này cá thì... này phải ăn được cơm mà chẳng cướp này. Món ăn này cơm thì... ăn cơm thì ngon. Mọi người nếu mà có thời gian ấy, thì nướng lâu hơn anh em một tí. Nó sẽ giòn hơn ấy. Nó khi nó giòn lên ăn nó sẽ ngon hơn rất nhiều. Đó là anh em mình kiểu không ăn cơm ăn kiểu này ngon. Còn là ăn không thì phải nướng chín hơn thì nữa, giòn hơn thì nữa. Món này nhá mọi người nhá, ưu tiên chiên nó lên chiên như anh em mình ấy. Bỏ một chút muối vào chiên. Đấy, còn không thì mọi người có thể nướng cũng được. Có thể cho một tí dầu và xong rồi cho lên nướng. Còn như món này ấy, là mọi người nên ngâm trong nước nước sạch khoảng tầm 15 phút nhá. Xong bắt đầu đem ra có thể hấp này, có thể nướng này, có thể kho này. Món này mà kho ăn cơm hết giờ nhá mọi người nhá. Chủ yếu anh em mình làm vì đam mê, vì anh em, vì mọi người thôi. Tại vì đang mùa bóng này mà không có món nhậu ngon thì vứt. Đang Covid thế này gọi là tập trung ở 2-3 anh em ngồi mới vui. Còn 2-3 anh em mà lại không có ngồi xem bóng không, chán lắm. Hai
món này em tâm đắc nhất nè. Cơm này ngon này ăn nè. Cái miếng dài ngọt. Riêng cái món này thì mọi người không phải suy nghĩ gì nhá. Cắn vào đến đâu biết đến đấy. Này, cả đầu nữa. Cực kỳ sạch sẽ nha mọi người nhá. Không phải lo về vấn đề vệ sinh đâu nhá. Cực kỳ sạch sẽ rồi. Đầu được làm sạch hết từ đầu đến chân rồi. Tan. Nó tan trong miệng. Ngon lắm. Ăn mình cảm giác muốn phải ăn một miếng thật là to mới đã. Nó rất là rút luôn. Nửa con được nhiều anh à. Ta muốn ăn hết cái nửa con này ăn cả 20. Đây nha mọi người nhá. Nửa cân nhái khô của anh em mình ấy, thì thật ra ấy, nó không lợi nhuận gì mấy về nhái khô đâu. Mọi người biết riêng con nhái nhá. Mọi người nếu mà ở quê thì bắt con nhái lên cái bụng nó mổ ra đã mất một nửa trọng lượng rồi. Gần như một nửa trọng lượng rồi mà anh em mình lại làm sạch như thế này nữa. Sạch như thế này nhá. Chặt vào đầu luôn. Xong không không phải chặt vào đầu mà trong xong khi đấy ấy, là sấy khô nó nữa. Đấy, làm khô nó đi nữa. Thì cái trọng lượng nó chỉ còn một phần tư của cái lúc mà mổ bụng rồi ấy, thì còn khoảng tầm 1/8 5 lạng này tức là 4 cân nhái tươi mới làm ra được 5 lạng nhái khô này nhá mọi người nhá. Mà giá cả cực kỳ hợp lý luôn. Mọi người cứ gọi điện hoặc inbox vào số điện thoại 0981 640 046 nhá mọi người nhá. Nó rút luôn anh ạ. Đảm bảo với mọi người ăn là phê, ăn là nghiện. Chứ không phải là anh em mình quảng cáo, không phải quảng cáo cho ai cả, quảng cáo chính cho anh em mình. Tại vì sao? Đã mua của anh em mình một lần rồi mình lại phải muốn là người ta luôn luôn muốn khách hàng là phải có lần thứ hai. Chứ ai đi lại đi bán hàng cho người khác mà chỉ có một lần xong đến lúc chạy mất dép thì đến lúc sau này bán cho ai? Mọi người cứ tin tưởng mình một lần thử mà xem. Một lần trong đời.